Ừ. Đến đây lại bên bắt đầu lỗi rồi. Bà nó thử xử xem nào. Chúng ta để đây là cái String bên kia rồi này. hả? Bên kia string thầy dùng string lớn, thầy Ctrl S nãy bị lỗi. Đấy, string lớn này. Em nghĩ là string nhỏ nhé. Thì đúng rồi, nó là string nhỏ. Nhưng mà nó vẫn đang bị báo lỗi đây này. Chẳng hiểu sao. Expect không argument but got ID ấy thầy, em nghĩ là cái ID không nhưng mà nó có ba ba gì đấy. có thể là ở đây nữa này. Đúng rồi, tại hết lỗi luôn. Chuyện mẹ này, thử xem nào. Đây chúng ta hiển thị ra cái hospital list. Mô mô đi mô Đây nó ra hai này, tức là chúng ta vẫn đang làm đúng. Hospital 3 này, đây là đấy. Một phố Hồ Chí Minh được mà. Thôi rồi, ok. Được chưa? Đây là chúng ta sẽ tiến hành là tạo ra các cái object của mình. Và ví dụ chúng ta hoàn toàn có thể là dùng for dụ chúng ta có thể if này. If ở đây thì mình sẽ có là sao ng4 bằng let host host of hospital. Sau này chúng ta có thể p hiển thị ra là host chấm name, host chấm name trừ đi host chấm address, ví dụ vậy được đúng không? Hiển thị được ngon nghe, có gì đâu. Vâng. Rồi ok, thì trong bài ngày hôm nay á thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ stack blitz này để code luôn nhá, được không? Dùng stack blitz để code luôn. Thì trong này trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ học thêm cái này thì tùy các bạn lựa chọn thôi, thực ra dạy cái gì trước cũng được, cái gì sau cũng được. Thì trong thời điểm này ấy thì chúng ta sẽ học cái nội dung đầu tiên. Nội dung đầu tiên chúng ta học nó sẽ là về cái Pi, Angular Pi. Đây, Angular Pi. Là cái này. Dạ. Là cái này là cái đầu tiên. Cái thứ hai thì tùy thuộc vào option của các bạn. Các bạn sẽ muốn học cái gì trước thì tùy, bởi vì học cái gì trước cũng được, học cái gì sau cũng được. Đó là chúng ta sẽ học về HTTP. Học HTTP client. Angular, HTTP client hoặc là học về Angular routing. Đó, client ấy nó giúp chúng ta sẽ gửi request, gửi một cái request lên server để lấy dữ liệu về để hiển thị, được chưa? Còn thằng Angular routing nó sẽ giúp chúng ta là chia màn hình, chia các cái màn hình với các cái đường dẫn khác nhau để chúng ta làm, được chưa? Thì nội dung đầu tiên chúng ta sẽ học về Py. Còn nội dung trong hai cái nội dung này các bạn muốn học cái gì? HTTP hay là routing? Chia màn hình cái này. Chia màn hình gì? Ok, sẽ học chia màn hình. Ok, thế vậy chúng ta sẽ học về Py trước nhá. Được không? Nhá. Thì Được ở đấy. trong này, ví dụ như hospital này, trong mỗi một cái hospital chúng ta sẽ có những cái bệnh, có những bác sĩ chẳng hạn, đúng không? Đúng không ạ? Được chưa? Ví dụ như ở đây chúng ta tạo ra một cái class mới. Đây, chúng ta sẽ tạo ra một cái class mới đi. Class này tôi đặt tên là doctor. Doctor. Đúng không ạ? Đây thì bác sĩ thôi. Thì bác sĩ gồm ID này và number. ID thì là number.
chưa? Name thì là string, chỉ đơn giản này thôi, đúng không ạ? Sau đó tôi có cái hàm constructor nhận ID bằng không này, name thì bằng string rỗng này, tôi có this.id bằng ID truyền vào, this.name thì bằng cái name truyền vào. Ngoài ra chúng ta quản lý thêm cái giới tính của bác sĩ nữa, gender là number luôn. Đó. Trên này chúng ta nhận thêm một cái gender nữa, gender bằng 1 đi, giá trị mặc định của nó 1, zip.gender bằng gender. Được chưa? Sau đó ở trong cái phần hospital, tôi sẽ hiển thị trong cái hospital này thì sẽ hiển thị thêm danh sách các bác sĩ nữa, đúng không? Thì ở đây ví dụ tôi có là doctor SC bằng, có kiểu dữ liệu là một cái array, một cái array thuộc kiểu là có một cái array thuộc kiểu dữ liệu là doctor bằng cái mảng. Cái này nó cũng giống như hệt như là cái cách làm cũ của chúng ta thôi, nó không khác gì đâu. New doctor này ID bằng 1, bác sĩ này là ông Trần Hữu Thiện. Trần Hữu Thiện, giới tính là 1, được chưa? Doctor thứ hai là bà Trần Thị Loan, ID bằng 2. Trần Thị Loan, name bằng cái gender bằng 2 luôn. Bác sĩ thứ ba, ba như này, là ông Đặng Quang Minh, giới tính cũng số 2 luôn, được chưa? Thì bây giờ nếu mà như bình thường các bạn hiển thị thông tin đầy đủ của một bác sĩ, các bạn sẽ làm như nào nhỉ? Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng vòng lặp này, đúng không? Đầu tiên dùng vòng lặp này, xong rồi hiển thị số ID này, số tên của họ và cái giới tính, đúng không ạ? Đúng không? Thì chúng ta sẽ ở đây, chúng ta sẽ làm như này, đúng không? Ví dụ tôi sẽ để đây là thẻ H2, danh sách bác sĩ. Đó, thì tôi có là thẻ P này. Trong thẻ P này thì có sao NG4 bằng let DOC bằng doctor C. Oh, doctor SC. Ok. Thì ở đây tôi sẽ hiển thị ra cái số ID của người ta như này, đúng không? DOC.ID này trừ DOC.name này và trừ tiếp DOC.gender này, đúng không? Đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là nó có một số 1, số 2 như này. Bây giờ tôi đếch biết là cái ông doctor này là giới tính gì, tôi chỉ biết là 1, 2 thôi. Thì cái dữ liệu các bạn đưa ra ngoài màn hình như này ấy, nó sẽ không tường minh. Được chưa? Đúng không? Bây giờ các bạn sẽ phải chuyển đổi cái gender này thành là một cái thẻ span này. Đây, tôi sẽ viết xuống dưới dòng là một cái thẻ span này. Có thể span, chúng ta có sao ng if bằng let nếu mà doctor.gender bằng 1 thì đây tôi để là nam, đúng chưa? Và doc gen bằng khác một thì tôi để là nữ, đúng không? Này, đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà làm này thì nó tương đối gọi là dài dòng, đúng không ạ? Đây là một cái thứ hai. Tôi có một cái ví dụ thứ hai cho chúng ta như sau. Chúng ta ở trong cái doctor này, chúng ta nhận thêm một cái thông số về là ngày tháng năm sinh nữa. Dạ, ngày tháng năm sinh thì chúng ta có cái birth date bằng string. Dạ, hoặc là bằng, không biết trong cái này có date không nhỉ?
date. Được chưa? Date như này. Không, tôi sẽ để string đi. Cái này tôi để hỏi chấm. Hỏi chấm nó có cũng được, không có cũng được. String đi. Như này đi. Được chưa? Và trong này tôi sẽ có thêm một cái birth date nữa. Birth date bằng new date. Có một ngoặc như này. Đây đây. Được không? Như này được không? Tôi có this chấm birth date bằng date, bằng birth date luôn. Tức là cái ngày sinh của ông bác sĩ này. Đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ hiển thị cái ngày sinh như ra nhá. Tôi sẽ hiển thị ngày tháng năm sinh của ông ra. Bằng cách là tôi vào cái này. Tôi sẽ thêm một dòng nữa. Hiển thị ra là doc chấm birth date. Đây, các bạn nhìn thấy nó bằng cái gì này? Nhìn bằng cái đống cái gì không? Ngày giờ hiện tại. Ngày tháng năm tại thời điểm hiện tại đúng không? Đúng không? Như này có đọc được không? Kể cả trong này tôi sẽ tiến hành là tôi điền thêm cái ngày tháng năm sinh của ông ấy vào bằng new date. New date vào ngày 1991 trừ 02 trừ 03. Ở trên này nữa. Đây. Ví dụ như bà này thì bằng là 1979 1980, ví dụ thế. 11 20. Hôm nay thì bằng new date là 1990. 10 28, ví dụ thế. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy nó cũng đổi, nó cũng đổi. Nhưng mà cái thời gian này chúng ta không đọc được đúng không? Đúng không? Đọc nó rất là khó chịu. Thế vậy thì bây giờ nếu tôi viết như này thì các bạn thấy nó có dễ đọc hơn không nhá? Đây tôi sẽ viết như này. Date 2 chấm DD sược MM sược. Có thấy dễ đọc hơn không? Dễ đọc hơn không? Có như thế. Có đúng không? Vâng. Thì cái nãy giờ nói là làm vòng ấy thì chủ yếu là cái đoạn này, này. Giới thiệu kiến thức đại học của chúng ta là cái đoạn này, này. Cái đoạn này người ta gọi là cái pipe. Các bạn có biết cái ống nước không? Có thể. Cái ống nước ấy, thì khi mà nước nó chảy xuống, nó nếu mà nó để ở ngoài dòng sông ấy, nó chảy rất là lung tung. Đúng không ạ? Nó giống y như cái dữ liệu mà chúng ta không có cái đoạn này này, nó như này này. Nó vẫn là dữ liệu nhưng mà nó hiển thị rất là lung tung. Nhưng khi mà chúng ta áp dụng cái pipe và tức là đưa cái dòng nước đấy nó vào trong một cái đường ống thì nó sẽ chảy theo đúng cái hướng mà chúng ta muốn và chúng ta muốn nhìn thấy và chúng ta muốn định hướng nó về đâu. Đúng không ạ? Thì đấy là cái khái niệm về pipe ở trong Angular. Thì Angular nó hỗ trợ chúng ta một cái tính năng để giúp chúng ta là chuyển đổi cái dữ liệu của chúng ta cho nó dễ dùng, cho nó dễ nhìn và phù hợp hơn cho so với người dùng. Được chưa? Thì đấy nó gọi là cái tính năng là Angular Pipe. Nó sẽ giúp cho người dùng dễ dàng kiểu dạng như là chuyển đổi cái dữ liệu. Chuyển cái dữ liệu của chúng ta từ định dạng này sang định dạng khác nó dễ dàng hơn. Hay là ví dụ như này, có thể lấy một cái file. Ví dụ như cái name này chẳng hạn này. Nó có thể chuyển nó sang là uppercase. Uppercase hay là to uppercase nhỉ? Chờ tôi một chút. Đây uppercase viết thường. Uppercase như này. Bạn thấy tên của họ được viết hoa lên đúng không? Đúng chưa? Chuẩn chưa? Thì tức là chúng ta sẽ giúp, nó sẽ giúp chúng ta là chuyển đổi cái dữ liệu nguyên thủy, tức là từ dữ liệu gốc chuyển sang thành một cách hiển thị mà nó hỗ trợ chúng ta tốt hơn. Thì đấy gọi là khái niệm về pipe. Được chưa? Cách dùng của pipe thì rất đơn giản thôi, ở trong cái đoạn mà chúng ta hiển thị dữ liệu ấy thì chúng ta thêm cái dấu sược đứng, dấu gạch đứng như này lên này. Sau đó viết tên cái pipe của bên cạnh nhá. Viết cái tên pipe bên cạnh. Được chưa? Đấy là cái cách sử dụng. Giống như ở đây các bạn thấy là uppercase này, birth date này cũng dấu sược đứng này, xong rồi kiểu pipe, cái pipe các bạn sẽ áp dụng vào đây là cái gì? Được chưa? Uppercase hay là date? Được chưa? Đây là hai trong số vài cái loại pipe mà Angular nó cung cấp sẵn. Được chưa? Đây là cái trang tài liệu về cái thằng pipe của chúng ta nhé.
thì tôi sẽ viết vào đây thêm một cái nữa là tạo thêm một file là readme.md markdown. Dạ, cái tài liệu, về file trong Angular thì nó là cái này. Dạ, Angular IO guide file training file. Dạ, thì trong cái file này ấy, nó chia ra làm hai loại, loại thứ nhất là training file, tương đương với cái việc là những cái file nó đã có sẵn rồi, được thằng Angular nó định nghĩa sẵn ra rồi, chúng ta chỉ việc cứ thế mà dùng thôi, được chưa? Loại thứ hai là loại custom file, tức là những cái file mà do chính chúng ta tự định nghĩa ra và chúng ta sử dụng, được chưa? Thì cái training file này, để tôi coi đây, cái training file này thì nó có bằng này loại async file này, decimal file này, json file này, percent file này, uppercase, currency, đa ngôn ngữ này, key value, slide file, date file, các thứ các kiểu, lower case và title case. Được chưa? Thì đây nó là những cái file mà do thằng Angular nó cung cấp sẵn cho chúng ta. Thì những cái file này chúng ta có thể đọc và sử dụng, giống như tôi đang sử dụng ở trong cái ví dụ của chúng ta. Đây là các loại file. Các loại training file. Thì nó là cái này. Đó là cái này. Các bạn có thể là vào trong cái trang, cái đường dẫn này của tôi này, các bạn đọc cái phần đấy. Đây, nó chính là cái này, readme. Đây, readme.md đây. Tôi chưa đẩy lên, sorry các bạn, tôi chưa commit đây. Nhỏ lâu thế. Đây. Đây đây đây. Readme nhỏ. Đây, readme nhỏ đây, cái file này. Tài liệu trong Angular này, các loại training file này. Được chưa? Cái link ở trong này. Ok nhá, các bạn có thể đọc thêm ở đây. Xuống dòng một cái nữa để cho nó dễ nhìn. Được chưa? Đấy là cái khái niệm về file và cách dùng file. Tất nhiên là trong mỗi một cái dòng của chúng ta, chúng ta có thể là sử dụng nhiều cái file được bằng cách là cứ thêm cái dấu xương đó, ví dụ title file dùng nào nhỉ, title case đây, title case chúng ta sẽ bỏ uppercase này đi. Dạ, title cây thì tất cả những cái chữ nó sẽ viết hoa lên, chữ cái đầu tiên nó sẽ viết hoa lên. Được chưa? Thì đấy nó là cái cách sử dụng file và một vài cái loại file có sẵn ở trong thằng Angular. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sang cái loại thứ hai là cái custom file. Cái custom file. Đây là cái này. Được chưa? Cái custom file nó là những cái file mà chúng ta tự viết ra, dùng để hiển thị cho cái project của mình và có thể tái sử dụng lại trong cái project đấy. Được chưa? Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một cái file để giúp chúng ta hiển thị ít nhất là cái thông số về nam nữ kia, để cho chúng ta đỡ phải vất vả đến mấy dòng như này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như nào? Đây, tôi sẽ demo. Ở trong cái app này, chúng ta tạo ra một cái chuột phải tạo ra cái file mới. Còn ở trong cái CMD ấy, thì chúng ta gõ là ng cách g cách pi cách tên pi. Được chưa? Đây, chúng ta tạo ra một cái pi mới, tên pi này là convert gender. Dạ, tôi tạo ra một cái pi tên là convert gender. Thì khi mà chúng ta sinh ra cái pi được tạo ra từ cái công cụ ấy, thì nó sẽ tự động import cái pi này vào trong cái đây này. Đấy, tự động import cái file này vào trong cái file app module của chúng ta luôn. Được chưa? Thì chúng ta không phải làm gì thêm nữa cả. Bây giờ chúng ta chỉ việc code ở trong cái file này thôi. Cái file này thì nó gồm những cái thành phần như sau: import cái file và file transform. Được chưa? Sau đó là chúng ta ở trong cái phần a.py này nó có phần một cái name. Cái name là convert gender. Các bạn hoàn toàn có thể sửa cái này thành chữ g nhỏ hoặc là như nào đấy thì tùy các bạn. Được chưa? Convert gender đi. Được chưa?
Sau đó ở trong cái hàm này nó có, ở trong cái class của convert gender này thì nó có một cái hàm là hàm transform. Hàm này nó sẽ giúp chúng ta trả về cái dữ liệu cho người dùng sau khi nó nhận cái value và mà nó cần phải transform. Được chưa? Ví dụ như cái value ở trong này của chúng ta này, đây tôi sẽ tiến hành là console log ra. Console.log ra cái value. Dạ. Console log là value. Ví dụ ở đây tôi sẽ luôn luôn return ra 1. Dạ. Thì ở trong cái màn hình của chúng ta ấy, ở đây ví dụ cái gender này, tôi sẽ trả về cái cách hiển thị cũ của nó. Đây, cái cách dữ liệu cũ của nó hiển thị nó sẽ như thế này. Đây là cái doc.gender. Dạ, thì các bạn sẽ thấy nó là 1 2 đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ áp dụng cái file kia vào là convert gender. Các bạn thấy nó luôn luôn trả ra 1 đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta mở cái phần console này ra, cho ta thấy là ra là 122. Đúng chưa? 122 tức là đây, 122. Đúng như những cái gì mà chúng ta đang định nghĩa ra về cái giới tính của những cái ông doctor này. Đúng chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái pile kia để chúng ta sửa lại. Đây là chúng ta đang log ra cái giá trị này. Bây giờ chúng ta sẽ return như nào? Nếu mà cái value mà bằng với 1 thì trả về chữ gì ạ? Nam, đúng không ạ? Còn nếu mà không thì chúng ta trả về chữ nữ. Thế nào? Còn thấy ra nam nữ chưa? Mà chúng ta không cần phải làm gì ạ? Không cần phải if else gì trong này nữa cho nó mệt người. Đúng chưa? Và tất nhiên là khi ở màn hình này chúng ta đã convert sang như này rồi thì ở những cái màn hình sau chúng ta cũng sẽ có thể tái sử dụng lại được cái thằng convert gender này. Được chưa các bạn ơi? Đấy là về phần pi nhé. Đâu rồi? Im tịt như vậy. Được rồi. Phần này nó khá là dễ thôi, nó không có gì phức tạp cả. Chỉ là hiểu cái khái niệm pi là cái gì và chúng ta tạo ra pi như nào, áp dụng như nào. Được chưa? Các bạn viết cho tôi một cái pi, yêu cầu các bạn viết cho tôi một cái pie hiển thị về cái giới tính này đi. Giới tính được. Chúng ta làm lại một lần cho nó nhớ. Làm luôn nhá. Tạo ra một cái pie mới, sau đó là viết code cho nó. Còn dùng ở đâu hay không thì chưa biết. Cái pi này nó khá đơn giản thôi, chúng ta cố gắng chúng ta làm vậy. Có đồ này đây. Đặt đồ nó đây luôn. Ở đây. Đồ thế làm sao để nó tự sinh ra cái form này? Form nào? Cái form import py với lại export class này, này. Em phải vào đấy. Chuột phải vào cái RC này. Hoặc là chuột phải, em muốn cái py ấy sinh ra ở đâu ấy. Vâng, em tạo được cái rồi nhưng mà trống ạ. Chọn vào đây.
À, ai? Dạ vâng rồi. Được chưa thì vậy đang làm thế ơi, có mấy dòng mà lâu thế? Xong chưa?
Không nha, tiếp tục nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển đến cái phần app routing. Routing để chúng ta sẽ sinh ra các cái màn hình khác nhau. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như nào với cái phần routing này. Các bạn vào trong phần Angular Doc. Chúng ta vào Getting Started, nó có một cái phần routing ở ngay đây này. Được chưa? Nó có phần routing ở đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng cái phần cái app routing này để tạo ra các cái đường dẫn cho website này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như nào? Thì chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng lại cái đống này như này, cái đống này thôi chứ cũng không có cải tiến mới gì cho vất vả ra. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có cái việc là ở trong cái file app module này. File app module này chúng ta sẽ tiến hành là import cái thằng route module. Import cái route module này vào. Sau đấy là chúng ta sẽ tiến hành là chấm for root, và ở trong cái tham số của cái hàm for root này chúng ta chuyển vào cho nó một cái mảng. Này là cách nhanh nhất và áp dụng tốt nhất ở trên cái thằng stack bleed của mình. Dạ. Thì bây giờ tôi sẽ làm nhá. Chúng ta xem nó sẽ như thế nào. Dạ. Thì đâu rồi, hôm qua tôi có một cái stack bleed khác. Đây. Đây, ứng dụng lớp này đây, tôi đang nghịch qua rồi. Đây chúng ta sẽ làm như sau. Không phải đây à? App module. Thì không phải cái này rồi. Visual. Đây. Chúng ta sẽ làm như sau. Đây. Chúng ta sẽ làm như sau các bạn nhá. Ở cái file app module này, các bạn tiến hành import thêm cho tôi cái thằng route và router module từ cái Angular route. Được chưa? Xong rồi sau đấy chúng ta có một cái router module, chúng ta đưa vào trong cái phần là import này. Đưa trong phần import này. Dạ. Gì mà chat đây? Gì sửa nhầm? Sửa nhầm mẹ lớp. Xin lỗi các bạn nha. Đây. Bọn em bắt nhầm đây, xin lỗi. Nhầm. Đây, chúng ta sẽ đưa vào đây. Import. Import cái route module from a cộng Angular được router. Dạ. Sau đó ở trong phần import này, chúng ta sẽ tiến hành là phang cái thằng router module này vào. Đấy, router module chấm for root và trong này chúng ta truyền vào đây một cái mảng. Trong cái đống mảng này thì chúng ta sẽ có những cái object. Ví dụ như sau. Object đây là path này. Path được chưa? Path là không có gì, tức là localhost 4200. Dạ. Tiếp theo, chúng ta có component. Nó là tôi sẽ yêu cầu là xử lý cái hospital component ở trong cái màn hình này. Đây. Phang này vào đây. Được chưa? Tiếp theo, nếu mà trong trường hợp chúng ta có một cái thông tin chi tiết của một cái component chẳng hạn, thì tôi sẽ tiến hành là tạo ra một cái component nữa. Component tên là hospital từ detail. Dạ, hai component là sẽ là phụ trách cho tôi hai cái màn hình khác nhau. Dạ. Thì ở trong này tôi sẽ tiến hành là có một cái path thứ hai. Bằng đường dẫn là hospital to detail. Dạ, to detail. Và trong này chúng ta cũng có cái component là bằng
Hospital Detail Component. Đây. Dạ. Nếu trong trường hợp chúng ta có một cái component thứ ba là Hospital Form. Hospital Form. Chúng ta có một cái màn hình nữa là đường dẫn, là cái đường dẫn tạo mới hoặc là edit. Ví dụ như là chúng ta sẽ là viết vào đây là path và add hospital. Được chưa? Thì chúng ta có cái component. Component là bằng hospital form. Hospital form component. Hoặc chúng ta có một cái path là edit trừ hospital, edit hospital, thì và có thêm một, nhận thêm một cái tham số nữa là tham số là hospital ID. Ở đây chúng ta cũng có thể đưa về component đấy luôn. Component này là hospital form như này đều được. Dạ, bây giờ các bạn phan cho tôi cái đoạn này vào đi, thằng này và cái đống này vào tờ module này, nhét vào giúp tôi. Đó, đẩy cốt lên nhé. Này là chúng ta quy định ra các cái đường dẫn và những cái component nào sẽ xử lý cái, những cái đường dẫn đó. Được chưa? Bạn làm đi. Được chưa các thanh niên ơi? Ừ, đi đâu hết rồi? Tạo có một nền trên này nó nhanh mà. Xong chưa? Thầy cứ bình tĩnh thầy. Ồ, làm gì có mấy dòng mà lâu thế? Thầy xem một em tí ạ thầy ơi. Đâu? Share màn hình đi xem nào. Share màn hình đi. Đây rồi thầy ơi. Bây giờ em còn chưa import được cái này thầy ạ. Từ nha, từ nha. Em xóa cái dòng 6 đi. Rồi, em xóa luôn cái hospital list ở cái cây danh mục đi. Đấy, xóa luôn đi, xóa dòng ấy đi, em xóa dòng ấy đi nhá. Rồi bây giờ em xóa cái thư mục hospital list đi.
Rồi, xóa đi. Ok. Em chọn vào app New Component, đúng rồi, Hospital to List. Chữ hội viết sai rồi. Đúng rồi mà thầy. Chữ Hospital thì làm gì có chữ T. À. Tắt cái file đi đã. Rồi. Rồi. Ok. Em tạo thêm mấy cái con cái component nữa đi. Hospital detail các thứ các kiểu đi. Không 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 không, đừng. SC đi. Em phải tạo từ trong thư mục app chứ. Hospital to detail. Rồi, tiếp. Hospital form. Rồi ok. Xong, em mở cái file app module ra. Rồi. Những cái bôi gạch đỏ đấy kệ nó nhá. Không sai đâu đấy. Nó vẫn đâu có chạy đâu thầy. Từ đã. Em lưu file lại đi xem nào, lưu file em gửi cho tôi cái đường dẫn. Ok thầy. Rồi đây, đang xem nha. Đây này, em có 3 component này. Đâu từ em tắt stream rồi, tắt share của em đã thầy ạ. Không sao được mà. Em tại em không nhìn thấy. Rồi ok ok. Tôi sẽ xem cho show lại này. Đây của em đây đúng không? Chưa? Rồi. Rồi ok, mình đang có hospital. Những cái này đang sai này, vứt hết đi này. Thấy chưa? Tức là do mình đang bị sai từ trước đấy rồi. Bây giờ mình đang có thằng hospital list. Hai thằng này cũng vứt đi luôn này. Xem nào. Rồi. Import. Import hospital list from chấm sược hospital to list được hospital to list này hospital to list cũng component. Cái gì? Đâu đây? App module.ts em có một dấu chấm phẩy. Import thiệt đấy. Im chứ không phải in. Rồi ok nhá. Cái này xong này. Em import vào đây này. Được chưa? Chạy rồi nhá. Được chưa? Tiếp theo em làm thêm hai thằng nữa. Là hospital trừ form. Hospital trừ detail đi. Hospital detail component. Hospital detail component. Đấy, hospital trừ detail này. Và hospital detail trừ detail chấm component này là cái thứ hai này. Cái thứ ba là hospital form. Đây. Sao em vẫn không được hả thầy? Em viết giống hệt thầy xong được nhỉ? Tôi đang sửa trên bài của em còn viết cái gì nữa? Ý này em cũng muốn thử viết trên bài của em nhưng cũng không được á. Ừ, bình tĩnh. Tiêu xuống. Không, chạy đường này. Ủa, đây, tôi đang xem bài của em mà. Đây Như, em reload lại bài của em đi xem nào. Vâng. Xem có được không? Wow, nó lại back lại cái nào rồi. Đây là bài của em nhé. Đúng chưa? Share lại màn hình đi xem nào. Ủa, bây giờ sao chỉ có mỗi một cái hospital list này? Bây giờ lại được thầy ạ? Ừ, thì em thêm tiếp những cái thứ khác vào thôi. Dạ, vâng ạ, ok ạ.
Ủa phải chạy lại thì mới được ạ? À? Reload lại trang thì nó có thể là nó chạy lại. Reload lại thì mới được ạ? À? Nhưng em nãy là có thể là do tôi làm nhưng tôi chưa sửa lại. À, tôi chưa lưu lại, em hiểu không? Không, tại vì em biết cũng biết bây giờ nó chỉ ra cái của em thôi. Thì em biết để nguyên như thế thì nó lại lúc đấy thì em chưa reload thì không được, còn reload lại thì được. Ừ. Đấy, thì lần sau nhớ lưu lại xong rồi check kỹ lại thì reload lại là xong. Okay, vâng, em cảm ơn. Còn thanh niên nào nữa không? Nghe chừng chậm nhỉ. Ai cần check thì báo luôn nhá. Ai check cần check thì báo gửi lại cho tôi cái đường dẫn của cái stack list của các em là được. Mình sĩ này. Bài này đã có gì đâu sĩ ơi. Đây nhá, thì tôi sẽ sửa luôn nhá. Rồi chạy rồi này. Bây giờ mình sẽ tiến hành là tạo ra các cái component hero hospital to list. Tạo component nữa. Hospital trừ detail và hospital trừ form, được chưa? Ba cái component. Thì nếu mà như tạo bình thường như thế này ấy, thì chắc là nó đã ốp thẳng vào trong này rồi. Đây ba cái đường dẫn đây, ba cái component đây, đây ba cái đây, nó đã thêm vào rồi đây này, được chưa? Xong bây giờ em sẽ tiến hành là import cái gì nhỉ, router module này, đúng rồi, router module from a cộng angular được. Vừa không, vừa em không import router bảo sao nó không gửi router đấy này vào. Sau đấy là ở trong phần import này này, trong import của cái này này, thì em tiến hành là router module chấm for root, không nhận một cái mảng ở đấy gì đây, đây dấu gì, lỗi gì, router module angular router đúng không nhỉ? Đúng mà. Đây là để đây là cái path này. Path hay chấm đường dẫn như này. Thì mình có cái component đưa vào cái hospital list. Detail này. Chà, thêm một cái nữa là edit, nhận một cái tham số hospital ID, chuyển vào đây là cũng đưa vào cái này là xong. Đây, sai éo gì nhỉ, ở đây thiếu dấu phẩy, đây thiếu dấu phẩy, xong chưa? Em reload lại màn hình của em xem được chưa? Bấm fork đi thầy. Hả? Em bấm cái chỗ xanh xanh fork ạ. Fork này là fork của tôi. Bấm cái này mới cập nhật được lại chứ. À thế à, tôi không dùng cái này mà. Đây là đưa về máy tôi mà. Đây là tôi đừng, đấy là nó đưa về máy tôi chứ không phải là đưa về của em. Ừ. Vâng.
Thực ra là lưu lại thì nó đã, của em nó đã lưu rồi thì phải. Đúng chưa? Ai nữa không? Em kiểu thấy em vừa gửi link cho thầy. Đây. Ngọc Hải, Ngọc Hải. Ngọc Hải, ok. Ui rồi. À cái này là ở ngoài này à? Đúng rồi. Cái này em phải đưa vào trong cái app này này. Cái hospital list em đưa vào trong cái app nha, đây em tạo ra nó là ngang hàng với thằng app này. Được chưa? Xong bây giờ em vào cái app module này em xem lại cái đường dẫn. Đây chấm xược này. Được chưa? Chấm xược nó mới chạy được. Gì đây? Import error cannot find. Ở cái chỗ mà hospital list đấy thầy. Đây gì? Đây, em sửa cái này đi. Như rõ. Yeah. Nó compile chờ tí. Thầy reload lại trang cho nó nhanh, thầy compile làm xong. Chịu. Chờ thôi. Đây thì reload. Lúc em cũng chờ nó cả tiếng đồng hồ. Vậy. Hai được. Chưa ta. Vẫn đang chưa lưu được này này. Đây, đây xóa này đi nhá. Tôi tiến hành tôi copy lại cái đống này nhá. Được không? Ừ. Ok, copy lại này. Bây giờ trong app này mình tạo ra một cái xóa mẹ này đi. Xóa mẹ nó cái này đi nhá. Ừ. Đây trong app này tôi tạo ra một cái component nữa này. Nó hospital to list. Được chưa? Rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ tiến hành import cái doctor và cái hospital này vào đúng không? Ừ. Import doctor form chấm xược doctor đốc vết thương. Dạ, đây một cái import cái hospital form chấm xược hospital rồi xong hai cái. Sau đó ở đây tôi sẽ tiến hành là quẹt cái đống này xuống. Sẽ tham mô đun nè. Thầy ơi xong tí thầy nhớ sửa ấy cho em nhé thầy nhé. Sửa ấy cho em là sửa gì cho em? Lát 2 á. Ừ. Đây, nó chưa lưu à? Hospitalist, hospitalist.component đúng rồi mà. Nó sai cái import, nó chứ hospital phải là doctor thầy, nó trả sai bên này đâu. À đúng rồi, đúng rồi. Đây, từ từ đã. Nó sẽ phải, đúng rồi, tôi import sai. Này nó hay viết sai chính tả lắm thầy, cẩn thận. Vậy. Hôm nào em phải đi sửa chính tả cho nó. Rồi, lần này cũng sai. Nó build lâu rồi. Lúc tối em cũng chờ nó compile cả tiếng đồng hồ. Cứ tưởng mặn lắm. Đó thì lâu nhỉ? Cái này do mạng hay do gì thế này? Chẳng phải do mạng đâu. Cái này do mạng đấy thôi. Do cái server của nó. Nó server của nó có vấn đề hoặc là mình đang đang làm cái gì đấy mà nó không
ở đây cái này không sai, cái này có của thầy vào mà sai gì được. App hospital list đúng rồi này. May not be safe. Ai làm gì đâu. Rồi, nó giữ lại cái cũ không này. Nó lại trả về cái cũ này. Thành công cốc là máy của em thì nó mới ấy được. Em share screen như thế nào. Được rồi. Sao tôi có sửa của em nó không lưu nhỉ. Gì? Thầy vừa sửa của em cũng đâu có lưu đâu. Em phải viết lại từ đầu mà. Phải. Thấy chưa? Thấy chưa nhỉ? Chắc là cái đấy chỉ cho mình view thôi. Rồi nhìn thấy rồi. Trên mẹ bấm nhé. Em xóa cái hospital list kia đi. Bút vào được không thầy? Được. Rồi em bung cái app module TS ra xem nào. Rồi em xóa một dấu chấm đi, đúng rồi, lưu xuống. Rồi em lên cái hospital đấy, đúng rồi. Đúng rồi mà. Cũng nên reload lại không thầy? Không biết reload được không, reload đi. Nó lại trở về cái máng lợn cũ thì vui. Rồi đấy, ra lỗi khác rồi này. Undefined module. Em mở cái app module ra xem nào, xem sai cái gì. Đấy convert, em xóa mẹ nó cái đấy đi. Không cái dòng ấy thôi, rồi em xóa luôn cái biến convert gender pi cái đi. Rồi em vào cái hospital component html ấy. Cái này đây. Xóa cái convert gender cái đi. Lá cả dấu sợ đứng rồi, ok, lưu xuống, chạy xem có chạy không, chạy rồi đúng không? Rồi ok. À, đấy, chạy rồi đây. Rồi rồi, để cái con cái. Chạy tính làm lại sau. Vâng vâng. Còn thế nào nữa nhỉ? Của em nó đúng rồi mà nó có gạch cái chân là sao thầy? Quân đó. Vâng em được rồi nhưng mà nó... Cái đoạn này gạch chân đấy hả? Cái đoạn mà from địa chỉ này. Không, không sao, gạch chân không sao đâu. Không sao đâu em ơi. Không nhìn nó ngứa mắt. Tôi cũng bị đi. Máy tôi cũng đang bị đi. Đây, của tôi cũng có đây này. Không sao đâu. Được chưa các thím ơi. Đây nha, cái phần path chúng ta config nó như này nha. Được chưa? Không chưa? Được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái file app component.html này. Chúng ta xóa cái app hosting list đi. Xóa đi. Và thay vào đấy là một cái thẻ là router outlet. Như này. Lưu xuống. Được chưa? Thay được chưa? Thầy commit lên luôn đi thầy, em làm nãy giờ làm chậm bây giờ phải copy lại thầy ạ. Có mỗi một dòng mà. Có mỗi một dòng mà không phải commit à? Không phải cái routing ấy, em làm chậm rồi. Đây lên rồi. Đoạn này gì? Đây gì? Vâng vâng. Đoạn đấy lên rồi mà. Cắt luôn này. Gì đây? Dũng làm gì ấy Dũng? Ôi vãi. Được chưa các em ơi, thêm cái dòng này vào cho tôi nhá. Thêm cái router outlet vào trong cái thằng app component.html ấy. Được chưa?
xong chưa các thím? Bây giờ tôi để đây là cái menu này, tôi có UL này, được chưa? Đây là các cái LI của tôi này, thì tôi sẽ có những cái đường dẫn như sau, ví dụ đường dẫn là của cái thẻ LI đầu tiên, tôi để đây là trang chủ, dạ, thì cái title của nó là homepage chẳng hạn. Title này viết tách đi. Homepage router link. Router link là chúng ta để mỗi dấu xược như này thôi. Đây để mỗi dấu xược như này thôi. Được chưa? Tiếp theo này, chúng ta có cái LI thứ hai. LI thứ hai là chi tiết. À quên nhầm. Đây là chi tiết đi. Auto link thứ hai là chi tiết nhưng mà cũng phải viết thẻ A. A có cái title. Đây là trang chi tiết. A có cái thuộc tính. Thuộc tính là router link. Router link bằng với cái detail à. Đấy tôi viết là cái gì nhỉ? Hospital detail. Cái này các em check ở trong cái bài của em, đường dẫn của em là cái gì thì các em phang vào nhá. Được chưa? Sau có một cái router link nữa. Một cái thẻ nữa, đây là trang form. Trang form biểu mẫu, trang biểu mẫu. Đấy, hospital router link là S hospital. Đây là trang form. Form này là form tạo mới hoặc là cập nhật. Đều dùng cái form này. Thì bây giờ các em sẽ nhìn này, tôi bấm vào chi tiết này. Ủa, sao không sai nhỉ? Could match any row. Chó thật. Xong vào nhỉ, xong đi nhỉ. Router link. Chờ tôi chút nha. Hospital detail. Lại không đi nhỉ. Có mà. Gì đây? At hospital. À đây. Router link này. Ờ. Rồi đây rồi. Đây các bạn ơi, tôi có một cái phần này, tôi để nó là cái phần menu ấy. Thì ở đây chúng ta có cái thẻ A. Thẻ A nó là cái thẻ để hyperlink đi đúng không? Để chúng ta chuyển trang giữa trang này với trang kia ấy. Đúng không? Đây tôi sẽ mở ra một cái màn hình mới để cho dễ. Đây đúng không ạ? Được không này? Dạ. Thì trong cái đống thẻ A này tôi viết cái gì? Tôi vẫn viết thẻ A nhưng mà tôi viết thêm cái thuộc tính là router link. Cái thẻ A này nó không dùng thuộc tính href nhé các bạn nhé. Lưu ý đây là single page. Cho nên nó sẽ không sử dụng cái thuộc tính href đâu, mà nó sẽ sử dụng cái thuộc tính là router link. Thì cái router link này thì các bạn viết lại nó cho những cái đường dẫn mà ở đây chúng ta có này. Gồm cái đường dẫn path sược 0 này, hospital detail, add hospital, edit hospital. Dạ. Thì bây giờ ra ngoài này
chúng ta thấy là nó sẽ ra những cái đường dẫn tương ứng. Dạ, đây ví dụ tôi bấm vào form thì nó hiển thị ra hospital form work, chi tiết thì nó ra hospital detail works. Được chưa? Ok không các bạn ơi, xem có chạy không? Chạy rồi đúng không? Không, của em không ra link đường dẫn này ạ. Chỉ ra chữ thôi, không ra đường dẫn này ạ. Đâu, xem nào. Chứ không ra link kiểu HF á. Gửi link đi xem nào. Gửi gửi cái stack blitz đi xem nào. Đây rồi. Bỏ cái này đi này. App module hospital detail này. Đúng này. Homepage này, link đây. Chi tiết này. Title. Đúng rồi nhỉ? Thằng này có sai gì đâu. Xem đây nó sinh ra cái thẻ gì á. Vẫn là thẻ A. Chữ L viết hoa vậy ạ. Thế nào? Chữ Linh ạ, chữ L viết hoa. À đúng rồi. Đúng rồi nhá. Đây, chi tiết này. Dũng ơi. Dũng ơi. Nhìn thấy lỗi chưa? Bạn vừa chỉ cho rồi đấy. Rồi rồi, ok thầy ơi. Ok. L lại viết hoa ạ. Chữ L viết hoa. Vâng vâng ạ. Phải nào. Được chưa các bạn ơi? Tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Thế bây giờ nếu trong trường hợp mà ở trong cái danh sách hospital list này. Đây hospital list này. Đây, trong đây. Tôi muốn đặt một cái link để người ta bấm vào, người ta có hai cái nút sửa và xóa hoặc là một nút chi tiết. Thì tôi làm nào đúng không? Thì ví dụ như ở trong cái đoạn này. Ở đây này. Trong đoạn này. Đây, trong đoạn này. Tôi tiến hành là trong thẻ P tôi sẽ viết một thẻ A. Cái thẻ A. Đó, thẻ A này bao hết cái đống host name và host address. Trong này nó có một cái router link. Router link bằng cái hospital detail à? Hospital detail đây. Bằng cái link hospital detail. Nhưng mà phải biết là cái detail là detail của thằng nào đúng không? Thì chúng ta sẽ viết vào đây một cái như sau. Cần sử dụng cái dữ liệu từ cái phía backend, từ cái file TF truyền ra thì chúng ta sẽ đóng mở ngoặc cái thằng này. Đóng mở ngoặc cái thằng này. Và ở đây chúng ta sẽ có là hospital detail cộng chuỗi với lại dấu xược host chấm ID, thử xem có được không? Trang chủ nan này. Nan là cái bà gì? Cô nói là nan hết not available, not a number. Hình như là nó không chuyển được chuỗi thành số. Từ bình tĩnh, đang xem là nó như nào. Đây, được rồi. Đây các bạn nha. Thì ở trong cái router link này, chúng ta sẽ chuyển đổi cái đoạn text bình thường của chúng ta ấy, thì chúng ta chuyển nó thành text bình thường luôn, hoặc chúng ta sẽ thử viết như này xem có được không nhá. Đây, tôi sẽ viết như này. Chúng ta sẽ viết hai cái dấu xược như này. Dạ,
chúng ta có cái đoạn hospital detail đô la đóng ở ngoặc nhọn nha. Dạ. Ồ, không nhận à? Không nhận, không chơi được. Như vậy thì chúng ta bắt buộc phải viết cái dạng như này thôi. Hospital detail sược này cộng với lại cái host.id. Nha. Dạ. Hoặc chúng ta sẽ viết như này, đây là một cái mảng này. Đây là một cái mảng. Mảng đầu tiên là phần tử là cái chuỗi này. Và phần tử thứ hai của cái mảng là cái host ID. Này. Các nó sẽ chạy được không? Đây. Detail 1 này, detail 2, detail 3 này. Dạ. Đây nhá, thêm cái đoạn mảng này vào cho nó dễ dùng. Dạ. Và tôi cũng có thêm một cái thẻ nữa, button nữa. Một cái thẻ A nữa. Thẻ A nữa. Đây nút sửa. Thì chúng ta sẽ để cái router link. Router link tương tự là edit. Edit hospital. Để sang là host ID, đây nút sửa. Và một cái button. Button xóa. Đây chữ xóa. Xóa này thì chúng ta button thì dễ rồi. Chúng ta chỉ xóa cái phần tử đấy khỏi cái mảng cái đi là được, đúng không? Nó không có gì cao siêu à. Đây xong. Giao diện này. Nút sửa tôi sẽ cách lùi ra một chút. Nó sẽ bỏ hai cái thằng này ra ngoài. Đây, nút sửa và nút xóa. Đây, chúng ta thấy sửa là nó có sửa của cái ID, nó truyền đi cái ID edit hospital. Đúng không ạ? Các bạn làm được chưa các bạn ơi? Commit này. Được chưa các bạn ơi? Chúng ta đặt cái link vào trong cái thẻ A thôi. Nhưng mà đặt là router link chứ không phải đặt là cái link kiểu bình thường nữa. Này. Không thì được chưa? Bởi vì sao chúng ta phải làm phần này? Bởi vì nó nằm ở trong cái phần router. Nó nằm trong phần router. Do là chúng ta sẽ phải lấy ra cái số ID này để biết là mình đang vào chi tiết của thằng nào. Được chưa? Ví dụ như sau này, ví dụ tôi bấm vào đây. Bấm vào đây, các bạn sẽ thấy nó chẳng chạy đâu cả, mặc dù đường dẫn ở dưới nó có. Đúng không ạ? Mặc định nó sẽ về cái trang chủ. Thế vậy vì sao lại thế? Bởi vì nguyên nhân như sau. Do cái đường dẫn chúng ta quy định ấy, đường dẫn hospital detail này, chúng ta cần phải nhận thêm vào trong này một cái hospital ID nữa thì nó mới đúng là cái đường dẫn chuẩn. Thì đây tôi sẽ thử cho chúng ta. Đây, bấm vào đây. Reload đi. Đây, bấm vào đây nó ra mới ra cái hospital detail work này. Đây, số 1 đây này. Dạ, back lại này, ra số 2 này. Đây, số 2 này. Và ra số 3 này. Đấy. Thế bây giờ làm nào để chúng ta lấy được cái số 1, số 2, số 3 cái xuống. Đúng không ạ? Thì ở trong thằng Angular Routing này nó có hỗ trợ hết rồi, hướng dẫn hết rồi. Chúng ta chỉ việc làm theo nó thôi. Làm như sau. Đầu tiên là ở trong cái component mà xử lý cho cái màn hình detail ấy, chúng ta import cái activate route này vào. Được chưa? Thì đây, detail đây đúng không ạ? Detail đây. Tôi import thêm một cái activate route từ cái Angular router vào. Sau đó ở trong cái phần construct này tôi tiến hành là private
viết hàm là biến là private route router đi, thuộc kiểu dữ liệu là activate route. Dạ. Sau đó chúng ta có một cái biến ở đây là hospital hoặc là BTYD đi, BTYD bằng không, khởi đạo bằng không, thuộc kiểu dữ liệu number cũng được, number. Được chưa? Sau đó ở trong ng on init thì chúng ta sẽ có như sau, là làm theo họ này, đây ta có this router, đây cái biến này là route hoặc là router thì chúng ta tùy sửa. This route .paramap .subscribe nó sẽ, tức là nó sẽ theo dõi tất cả những cái tham số ở trên cái, trên cái đường dẫn của website của chúng ta ấy. Sau đó nó subscribe, tức là nó nếu nó nhận cái sự thay đổi, bất kỳ cái sự thay đổi nào thì nó đều bắt vào đây, có cái function là param, được chưa? Ở trong này chúng ta có this .detailid .detailid bằng param .get .hospital id như này, và chúng ta chuyển cái thằng này thành dạng số number, nó ép kiểu nó thành dạng số, để bởi vì cái number, cái detail của chúng ta là dạng number mà. Còn cái tham số lấy trên đường dẫn xuống ấy, thì kiểu dữ liệu của nó là kiểu string, do đó chúng ta phải ép nó sang kiểu số như này. Còn cái hospital id này lấy ở đâu thì là do cái đường dẫn của chúng ta nó quy định ở vị trí này, cái tên tham số này là hospital id, do đó ở trong cái màn hình hospital detail component ấy, đây à, tôi cũng sẽ get hospital id, và ở trong cái file html tôi hoàn toàn có thể là work with id bằng hiển thị cái detail id ra ngoài này. Dạ, đây chúng ta xem đây, hospital detail work with id bằng 3. Dạ, tôi về trang chủ này, tôi bấm vào đây bằng 2 này, về trang chủ bấm vào đây bằng 1. Thì đấy là cách chúng ta lấy ra được các cái tham số mà nó có ở trên cái đường dẫn, do chúng ta quy định các cái vị trí đường dẫn đi ra thì chúng ta sẽ lấy ra được. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ chỉ cho, để cho các bạn xem cái file hospital component, hospital detail component. Đi tè đã. Từ giữa các thanh niên ơi, ở những cái màn hình khác, ở những cái component khác ấy, mà chúng ta muốn lấy các cái ID truyền lên ấy, các cái tham số truyền lên từ trên đường dẫn ấy, thì chúng ta cũng làm tương tự như này. Kể cả có nhiều tham số chúng ta cũng có thể làm được như này.
Thế thầy chạy lại cho em xem được không? Chạy lại đoạn nào em? Bài của thầy á, thầy chạy lại ấn vào chữ sửa xem ra cái gì ạ. Đây nha, về trang chủ nhá, ấn sửa nhá. Đây sửa thì nó lại sang form. Đúng không? Thế ấn vào cái gì ra number 1 à, số 1. Đây đây ấn vào tên đó. Và detail này, hospital detail ấy. Nếu mà muốn lấy sửa ở form nhá, cũng được thôi. Tại của em nó không ấn được với thầy. Sao lại của em không ấn được? Em gửi lại link đi xem nào. Đây. Vâng, thầy em chút. Đây đây tôi đang xem link của em bây giờ. Đây nhá, cái hospital detail đây đúng không? À hospital list đây đúng không? Hospital list. Yeah. Đây nhá. Đúng chưa? Đúng nó chưa? Ở trên màn hình đúng này. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ hover vào đây này. Đây em có hospital detail 123 rồi đúng không? Ở trên đường dẫn nhá. Vâng, vâng. Ở góc dưới bên này chỗ này này. Đúng chưa? Rồi rồi, rồi đúng rồi. Rồi ok. Thì vậy thì em phải xem lại cái đường dẫn của em. Đường dẫn của em là hospital detail, tuy nhiên là thiếu cái tham số 2.hospital ID ở đây. Được chưa? Lưu xuống cái nhận luôn này. Ơ, lỗi mẹ gì đây? Cannot match detail hospital detail 1. Để xem nào. Path này, hospital detail 1 này. Đúng mà ta. Reload trang này. Đây như nhận rồi gì? Sao của em vẫn chưa nhận được? Đây em áp mở gap module này ra, em thêm cái đoạn này vào. Đây là quy định ra ở cái vị trí đằng sau cái thằng hospital detail ấy thì nó là cái tham số trên đường dẫn. Vâng. Em có thêm rồi nhưng mà à bây giờ mới được rồi. Được chưa? Mà nó đều không hết là sao ạ? Không hết á. Vâng. Không hết là quái rồi nhỉ. Đây hai thế. Quá sao của máy em ấn vào số 0 rồi. Đây là tôi đang sửa trên bài của máy em. Rồi mở share screen đi xem nào. Share screen đi xem nào. Chết cười. Sửa trực tiếp ở trên máy em. Trên cái đấy thì nó không vào máy em ạ. Rồi đi xem nào. Đâu em chạy đi xem nào. Trang chủ. Rồi ok, 3 đấy cũng được. Thầy đợi chút em reload lại cho nó tự tin. Để trang chủ vào. Không à, bấm về trang chủ à. Hover thôi, đừng bấm vào, hover vào thôi. Hover vào cái trung ương này nào. Một. Nó vẫn ra 1 rồi này. Thế vậy thì em mở cái file hospital detail TF ra xem nào. Rồi, để xem nào. ID number. Okay. Tại em thấy cái number này nó bằng 0 á. Thì nó là cố định hay như nào vậy? Cũng không phải cố định đâu. Đường theo cái rồi em biết file chữ hospital kìa. Em mở cái file app module test ra. Em copy cái chữ hospital ID đấy. Đấy đúng rồi, copy cái đấy sang kia paste vào. Được chưa? Thế mà thầy. Nhìn. Đi lút lại xem. Không phải đâu, nó đang bị làm sao đấy. Lại trên máy trên vẫn cái bài này trên máy tôi nó chạy được này. Từ nha, để nghĩ xem là gì. Nếu mà ấn vào click nó ra 1 ở đây mà thầy. Đúng rồi, thì thế cốt lỗi ở trong này này. Từ ở file TS đấy, ở file TS đấy. Không phải đâu, Ctrl Z lại đi. Ở file TS đấy, mở file TS ra.
Em bỏ mẹ nó cái chữ number cái đi, bỏ cái đoạn 2.number cái đi xem nào. Xóa dấu 2 chấm luôn. Cái đấy bằng 0 đi. Không cần bằng 0 nó cũng chạy được thầy. Rồi ok, bỏ cái number đằng trước cái đi. Number mở ngoặc ấy. Đó mở ngoặc nữa. Bỏ luôn nhờ ngoặc đi. Để bỏ luôn rồi đóng ngoặc đi. Từ từ, over vào cái zip detail xem nó báo cái gì. Nó là đây em phá cái này đi. Không xóa cái đấy gì nữa. Cái gì ấy? Mới biết gì ấy? Thử xem được không phải. Em xóa cái dòng 13 đi giúp tôi. Em xóa cái dòng 13 đi. Enter xuống dòng đi. Rồi, console log. Console.log. Console.log. Đóng mở ngoặc. Và trong viết chữ paramessy. Rồi. Enter xuống. Param là cái chữ ở phía trên ở cái dòng trên rồi lưu xuống chạy đi xem nào. Rồi em mở cái console lên. Mở cái console ở phía dưới. F12 lên. Không cái console ở dưới nó có đây. Đấy mở bung cái param map ra xem nào. Bung cái param map ra. Param object kìa. Hospital ID, em copy cái chữ hospital đi. Rồi. Và em ở trong kia em viết chữ param trong cặp dấu ngoặc ấy, em viết chữ param.map. À param.get chứ quên. Param.get đóng string phải đấy. Mở ngoặc kép đi, đấy rồi, viết chữ hospital pet à. Rồi, lưu xuống chạy xem nào. Nun. À. Sao lại nun nhỉ? Sao ở máy thầy chạy được, sao máy em lại không chạy được thầy? Không biết. Xóa luôn cái project đi, đập luôn máy đi. Từ đã đến xem nào. This round param map subscribe param. Em xóa, em giữ lại cái biến param cho tôi. Giữ lại cái biến param giúp tôi để tôi thử lại một lần nữa xem nào. Rồi. Đấy bung cái param map ra. Rồi ok, em từ từ đã ở trong cái console ấy. Trong cái console ấy. Console log ấy param chấm. Viết đi, chấm. Trong này này, trong cái đoạn console log param chấm. Chấm thêm một lần param nữa. Chấm thêm một lần paramessy nữa. Rồi. Có không? Đấy, chấm thêm một lần nữa hospital ID. Rồi, lưu xuống này nào. Không được rồi. Bôi đỏ kệ mẹ nó. Reload trang. Reload trang đi. Nó phải rồi. Dị thế nhỉ. Em có cái có cái cài giúp tôi cái này vào. Ở trong phần phần chat. Remote desktop. Nhìn cái mũi tên này không? Đúng rồi. Đừng tắt đi. Add to Chrome. Add vào. Rồi, bấm vào cái nút Accept and Install rồi. Chờ tí, got it.
generate code đi, copy đoạn code đi gửi cho tôi. Chọn share đi. Đây là thầy. Share đi, nó lên rồi đấy. Ok rồi thầy. Không, cái này là của thầy, cái này là của thầy, của em bên này thế thôi. Ơ ra là thầy. Ủa nó rốt cuộc bị làm sao vậy? Như ai tắt mic thầy thế ơi, thì mở lại mic đi thầy. Đâu nhỉ? Đâu thằng Dũng share lại màn hình đi Dũng ơi. Đây đây. Ủa sao nó lại được rồi ạ? Đây tôi chỉ cho. Vãi cả bài, vãi thánh. Tôi nghe mỗi chỗ em đặt một tên ạ. Ông thuộc dạng thánh nhận nhà đây, mở ra đi à. Mở cái file module ra, có nhìn thấy đằng sau chữ hospital nó có một dấu cách không? Có đấy, lúc đầu có con viết dấu cách rồi đấy nên nó thế bắt được đúng tên, hiểu chưa? Cái sao dấu cách nhỉ? Ừ, không có dấu cách thôi. Ừ, có mỗi cái dấu cách đấy thôi. Chịu cái Facebook này. Chịu mẹ luôn. Một dấu cách duy nhất. Mẹ toát cái mồ hôi sửa cho cái thằng này. Thường lấy chuối thì trước kỳ sợ là chấm phẩy và chấm phẩy. Mẹ giờ sửa dấu cách. Thằng Nguyễn Minh Tuấn cũng bị lỗi đấy thì xem lại dấu cách nhá. Em vẫn còn một bài lắp 2 nữa thầy nhá. Bài lắp 2 à? Vâng, đây link của em đây thầy ạ. Đâu? Toát mồ hôi. Sợ thật.
Đâu xe đi. À đây đây đây, đợi em chuyển xe. Đoạn quá em vẫn chưa hiểu luồng đi nó có gì đấy ạ. Ôi. Trong này nó nhiều file quá mà. Hôm nay hơi căng. Ok cho thầy. Ok cái gì? Đây đây đây, của em. Link bây giờ. Đây, em bỏ cái dòng này đi. Thì nó chạy. Của em chạy bình thường. Ờ. Anh thêm cái dòng này vào thì nó báo là không hiểu cái hospital data này nó lại ở đâu. Đây em khai báo ở đây. À, em ấy ở đây rồi, em có import vào rồi. Gửi cho tôi cái link đấy gì nào? Đấy, em gửi rồi thầy. Lúc nào? Link của em ở dưới kìa. Ờ, ở trên bạn Mạnh ạ. Rồi, ok, để xem nào. Nếu em tắt xe của em cho thầy nhá. Ok. Đây đúng đoạn này đúng không? Đúng rồi thầy ơi. Đây cái đoạn này. Comment vào. Mình chạy. À. Thầy báo bên kia. Bỏ cái này đi. Nó báo lỗi của Hospital Data rồi. App Hospital Detail. Input tồn tại ở cái App Hospital Detail. Ở đâu đấy nhỉ? Hospital Data này. Đúng rồi. Em copy nguyên từ trong Visual của em sang bên này đấy ạ. Nó gọi Visual chạy bình thường, còn cái này không chạy được. Part of this module. Sếp có cần truyền không? Không không, từ từ đã, bình tĩnh. Cái này là lỗi gì? Chờ đi nhá. Đâu rồi? You input. Không phải. Cái hospital data nó có kiểu dữ liệu không nhỉ? Hình như là không mà thầy. Không phải. Bài này là chưa dùng kiểu dữ liệu gì đâu đúng không? Đúng rồi. Đây em có dùng đây. Đâu đâu đây đây là khai báo hospital mà. Thì hospital data có phải là kiểu giữ hospital không? À đúng rồi. Thử cái nhá. Tôi chưa biết là có đúng hay sai đâu. Bài em không có mà vẫn chạy bình thường. Thế? Em ở trong kia em đâu có import cái này đâu ạ. Thì thầy có import đây. Nó vẫn đang lỗi này. Cái hospital data này không khai báo nó vẫn chạy được mà. Nó lỗi ở trong template là cái mà cái con ấy. Lỗi ở thằng con HTML. Đâu, cái này á. Thằng con ý bạn là bảo thằng con là thằng hospital detail ở bên HTML kia có lỗi kìa. Cái này á. Không, thằng con đã được rồi. Bên trên, bạn bảo bên trên có lỗi. Đúng này. File HTML ấy thôi. File này cái gì? File này á. Con file HTML ấy. File HTML. Detail HTML ấy thôi. Hospital detail á. Hospital data. Không ai sao này là gì có lỗi gì đâu. Thế viết sai à? Ngay từ đầu nó viết sai. Thầy viết hiện đẹp trai nó không hiện đâu. Không bao giờ hiện được. Không bao giờ hiện được. Hospital, ông này chuyên gia viết sai hospital này. Cái vấn đề copy nguyên ở trong Visual copy sang hospital mà bằng hospital. App hospital detail is not a known element. Không có cái tài nguyên đấy. App module đâu?
chơi import cũng đều chơi import API tổ detail kìa. Ủa, còn phải import nữa rồi. Import hospital detail à? Đây là không tự import đâu Dũng ơi. Không, để ở ngoài là nó không tự import cho đâu. Để ở ngoài cái app là nó không tự import. Tại ở trong Visual tôi đâu có import đâu, nó vẫn ra mà. Visual tự import. Ủa, nó béo gì. Thế thì em biết lý do rồi. Tự sửa đi nhá. Để em sửa cho em chạy được. Thôi điện danh. Nói chung là phần này nó hơi nhũn não một tí, nhưng mà các bạn làm vài lần nó quen đấy mà. Để ăn vì phải nhập lại sửa hơi nhiều chỗ. Đúng rồi, nhiều file quá. Nhiều chỗ một tí. Rồi điểm danh nhá, Trung Hải. Có. Thanh Phương. Bạch Công Dung. Bạch Công Dung online không? À, Tiến Trường. Có vậy thầy. Sĩ Mạnh. Vũ Đức Anh. Và An Văn Dũng. Có rồi ơi. Thế Anh. Tuấn Sơn. Văn Toàn. Trung Huân. Có. Nguyễn Đình Dương. Quang Huy. À, Trần Trịnh Quang Minh. Đặng Minh Chiến. Rồi. Nguyễn Văn Huynh. Đào Trung Chiến. Tô Tiến Dương. Hoài Nam. Hùng Minh Hiếu. Có đây ơi. Như Quỳnh. Chu Mai Lan. Vũ Đức Bình. Vũ Đức Bình. Phan Tiến Long. Phan Tiến Long. Nguyễn Minh Quốc. Minh Quốc có không? Hà Ngọc An. Minh Khương. Dương Tấn Minh. À, Lê Đức Quyền. Lê Đức Quyền. Đào Duy Lương. Có em thầy ơi. Nguyễn Minh Tuấn. Trần Ngọc Hải. Nguyễn Quyết Chiến. Phan Đình Bình. Phan Đình Bình có đây không? Lê Đức Quyền. Giờ delay lâu thế. Phan Đình Bình. Rồi những bạn sau vắng nhá. À, Phan Tiến Long này. Nguyễn Minh Quốc này, Lê Đức Quyền này và Phan Đình Bình. Đấy những bạn vắng. Em ơi thầy, thằng Quyền nó đi vệ sinh làm sao bây giờ? Đi vệ sinh kệ đó. Nó bảo điểm danh hộ nó, nó bảo nó đi vệ sinh. Vệ sinh giáo ở lâu thế? Thầy vừa mới sửa xong bài thì nó đi đấy. Thôi đi. Vâng. Nó nghỉ mấy buổi rồi? Đừng văn đi. Thằng nào nhỉ? Quyền à? Thằng này nó mới nghỉ một buổi thôi, không sao, không việc gì cả. Không sao, có nghỉ thêm 4 buổi nữa. Thật. Thoải mái lên. Rồi ok, về các bạn làm, hôm nay chúng ta không có bài về nhà nhé. Các bạn cố gắng hoàn thiện bài bài lab 2 giúp tôi. Cũng như là xem lại cái phần phần PI cũng như là phần routing. Phần này nó hơi lằng nhằng thôi chứ thực ra nó không khó. Được chưa? Buổi sau chúng ta sẽ học với HTTP để lấy dữ liệu từ... từ server thì các bạn có thể là bọc vạch giúp tôi qua cái này. Chúng ta sẽ sử dụng mock API. Cái trang là mockapi.io. Thì các bạn tạo tài khoản cũng như là tiến hành nghịch thử xem nó như nào nhá. Sẽ lấy dữ liệu từ cái trang này đấy. Dùng dữ liệu từ trang này để chúng ta thêm sửa xóa dữ liệu vào trong cái website của mình. Được chưa? Chứ còn giờ ngồi dạy các bạn làm API như nào thì chắc là đến sang năm nha. Ok thế thôi nha, nếu không còn bạn nào hỏi nhé. Rồi chào các bạn. Thầy ơi thầy. Gì? Em lại không import được thầy ạ. Kệ mày. Em lại không import được rồi. Làm đi.
tự làm đi, tự vọc đi cho nó sáng ra. Chán rồi đấy.